người quay trở lại với thế giới Toilet Tower Defense thì để trả lời câu hỏi đó là sao hiệu này mà Ren không đăng video lúc cuối mẹ cứ đăng video tối lưỡi hoài. Thì thực ra kênh Demo Boy IT của mình đang ăn cậy cộng đồng từ YouTube mọi người ạ. Khoảng 7 ngày nữa thì mình mới được đăng video Blockwood ở bên kênh đấy, cho nên á là tạm thời thì mình qua kênh này đăng video về toilet. Hy vọng là khi mà mình được mở gậy khóa đăng video thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nha, và hy vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ kênh này cho mình. Hôm nay ở trong cái video này mình có 3 khách mời mọi người ạ, đó chính là 3 YouTuber Tuzu, Saki và Bandai. Vì Toilet Tower Defense đang có một cái event mới, đó chính là Magic Day Event. Cho nên ở trong video này bọn mình sẽ sử dụng cái con unit được tung ra ở cái sự kiện lần này, dùng nó để thực hiện thử thách với lại chế độ Nightmare và cả chế độ Elite nữa. Thì không biết là cái hành trình này có cái gì vui thì mọi người cùng khám phá cùng mình nha. Nhưng mà trước khi vào video thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like với một lượt đăng ký nha, vì nó là miễn phí mà. Với lại nếu như các bạn đang tìm kiếm các loại unit siêu ngon và còn hời nữa thì đừng quên ghé vào Demo Roblox của mình nha. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả nè. Bây giờ thì bắt đầu đi vào video cùng với mình thôi. Ở thử thách đầu tiên thì bọn mình sẽ chỉ sử dụng con Lucky Speakerman để vượt qua chế độ Nightmare. Có hai mấy con như vậy? Có vậy? Thì theo như luật chơi mình chỉ được cầm mấy con fan tiền với lại con Lucky Speakerman thôi. Còn nếu như cầm mấy con khác cũng được, nhưng mà em không được xài. Xài là phạm luật, chỉ được xài fan tiền và một con ghi đem là Lucky Speakerman thôi à? Ban đây các con toxic upgrade laser với con Lebron cháu ấy. Các đọc gì nhỉ? Lebron Le Brand cháu. Con Scientific Cameraman Farm á. Chưa vô bán chơi mà đã ăn xin rồi. Tôi vô ăn xin nên là chị lấy giá rẻ 100 mức nha. Ê thôi, chuẩn bị đội hình troll game của lịch sử Việt Nam. Đây là đội hình siêu mạnh, mặt ai lấy mặt á. Cái đội hình troll. Tôi xin phỏng vấn. Mấy anh nghĩ là cái này mấy anh sẽ tốn bao nhiêu phút để đi chế độ Nightmare? 7 phút. Định nói luôn nha. Mình chắc gì đã thắng được hả chị? Chị nghĩ tới cái viễn cảnh thắng luôn hả? Rồi thắng hay không thì không biết. Rồi đội hình nó bị mạnh đó. Auto skip luôn. Mình chơi thử thách rồi chị. Chơi luôn. Sợ chơi gì luôn. Mấy thằng này nó gáy quá mọi người ơi. Quá mạnh luôn các bạn ơi. Anh em bên non tấn công. Tôi sẽ dẫn anh em đi tấn công ở khu này nè. Rồi let go. Ui con Santa nó nôn ra gì kìa. Ui nó nôn ra bọt. À em coi nó nhảy nè. Đi nó lẫn lộn giờ không biết con nào. Let's go. Chia đất nha anh em, chia đất nha. Ủa chị ơi, mình đạt được 5 cái chỗ ăn tiền hả? Đúng rồi. Thì đúng. 5 chỗ rồi. Thế chị lấy cái con Scientist Cameraman là chị lời hơn cái đồ chứ. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà không thích. Đúng. À, chị thích màu hồng. Yes. Nó mạnh. Chuẩn bị thôi chị ơi, let's go. Ui sao nó bị làm chậm kìa. Ủa. Ủa mạnh vậy à? Ok, tôi đã nâng cấp cho con Rookie của tôi lên level 2 rồi. Quá tí nữa, nguyên cái màn hình xanh lè xanh lét. Ui. Chết mẹ. Ui. Đúng không? Sao nó qua cái 1 vậy? Sao nó qua cái 1 vậy? Sao nó qua chậm vậy? Phải. Qua cái 1 kìa. Rồi xong rồi. Rồi tạm biệt cuộc chơi. Không, các bạn ơi. Tạm biệt nha, người anh chúc em vui mẹ. Rồi bảo hộ. Đặt một con bút ngay này đi chị ơi, đặt một con bút ngay này nó hợp lý nè. Giờ nó lộn xộn. Không biết con nào của mình nên ăn. Con nào của mình đó nhỉ? Bây giờ đi mò. Con nào của mình đó nhỉ?
Ai ai đó xóa con này của mày, này Seki xóa này đi, xóa này đi Seki ơi. Con nào à ok. Xóa này đi, để nó trong cái hồ thôi. Má lên vào ba của tôi, ok đi. Ê này 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 của chị Đan này, này chị Đan này, chị xóa đi chị Đan ơi. Nightmare, chế độ Nightmare siêu đẳng cấp. À xanh dữ mạnh. Tôi qua chế độ Nightmare các bạn ơi. Mạnh vé, bây giờ thấy mạnh rồi đấy. À mạnh thường quân. Mạnh thường quân. Không có con nào bút ray chứ, mấy con này không tự bút ray vô nhau được. Hill ray là gì? Chưa hiểu cái tính năng của hill ray. Nó bút cái nhà của mình hay sao? Không, hill ray chứ không phải là hill bay nó mới là bút nhà. Hình như bây giờ xóa mấy cái trụ tiền. Nãy giờ có để là không có con nào nó ngủ không? Nãy giờ không có để là không có con nào nó ngủ đúng không? Hay là do không có con nào nó hồi phục ngủ hay sao? Tính nó mạnh á. Cái đội hình. Đội hình mạnh thì quân thì mạnh phết đấy anh em. Đội hình này là đội hình đâm đâm giết giết. Coi nó đứng nhảy nè. Mặt dày đó. Đội hình mặt dày đó. Đội hình siêu. Ê, siêu ôi ôi. Con bay nó không bị ảnh hưởng. À có nè. Con này nâng rẻ lắm. Bán mấy cái chỗ đi. Bán mấy cái chỗ rồi. Ướp tí đi. Ui nhìn máu nó tục kìa. Mà, ê nó bắn nó không buồn ngủ luôn á. Đúng rồi. Vậy là mấy con này nó hiu cho đồng đội. Vậy là chắc mình không còn con. Không còn biết cơ. Không sao, không sao, không sao. Minh Đình nó chia tay người ta. Ê. Quá mạnh anh em ơi, đội hình này mạnh vãi. Nhưng mà mình mới rank 22 thôi. Đấy. nhìn nó bậy chứ. Đấy rồi, quá đẹp. Anh em ơi. Ôi, ôi. Anh em phải tập trung nha. Mừng cúp nữa phải tập trung nha. Lỡ đó, đúng rồi, tập trung gì vậy? Lọt á. Thì mình phải bán. Bán xây liền. Đúng rồi, bán từng con luôn. Rồi bán từng con cũng mệt luôn. Chị bán mấy cái. Chị bán mấy cái cục tiền của chị đi. Chị đặt mấy con healer đi. Chị đặt mấy con heal đi. Ôi nhìn. Mày có làm chậm rồi anh ơi. Rồi con này mày có làm chậm quá ngon rồi. Mới tàng hình kia. Ô trời chết rồi. Ui nó tàng hình đúng lúc quá cái. Tay người ta mất rồi. Mày nhờ. Không có tí đạo. Bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh anh em ơi. Này mình cần phải bình tĩnh. No! Chị. Quay lại. Ê, con. Tôi xong rồi. Đi ra. Đừng. Ai! Bán từng con nó buồn. Ôi, anh ơi. Dừng lại anh ơi. Dừng. Có nguy hiểm rồi nguy hiểm luôn à, đi tàu thằng làm việc Sanky chặn lại. Vậy là sau khi đầu game rất gáy, chúng tôi đã thua rồi mọi người. Phải một mình chỉ đi được tới quay số 29 thôi với thời gian là 9 phút 23. Vì mình thấy cái con Lucky Speakerman này cũng là một con khá là kiểu nó đam yếu. Nên là bọn mình thất bại trong cái vụ là đi con Lucky Speakerman này ở chế độ Nightmare này mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ đổi chiến thuật. Chiến thuật là gì ạ? Mày nghĩ là một cái chiến thuật mà nó siêu xàm, siêu lát, siêu lỗi. Sau một hồi bàn bạc thì tụi mình đã đưa ra quyết định, đó là ở vòng 2 này bọn mình sẽ cố gắng tiếp tục chinh phục chế độ Nightmare. Với lại một yêu cầu, đó là các bạn sẽ chỉ được sử dụng hai loại unit. Thứ nhất là unit để farm tiền và thứ hai là unit để gây đam. Ngoài Santa và râu farm tiền thì mình sẽ chọn unit gây đam, chính là con lau che cầu vồng. Bởi vì ở trong cái thử thách này mình muốn sử dụng tất cả các con unit mới ra nên là mình sẽ chọn lau che cầu vồng nha. Có một điều đặc biệt đó là mình được sử dụng thêm DJ TV Min để boost sức mạnh cho cả team nha. Còn Saki giống gì ạ? Thiên Trì Vương à. Thiên Vương Trì mới đúng. Đúng rồi, Thiên Vương Trì. Chú ơi, con yêu chú mua hoa. Tuzu thì chọn xài con chip TV Min. Tuzu thợ làm bánh à? Thợ làm bánh, đồ nút. Còn Ben đây thì chọn cho mình đó là Cubit, rất là màu hường bánh bèo. Hát mộng ra. Chị nghĩ mình cầm cái đội hình này là chưa run game rồi. Đội hình này Nightmare easy. Đây, let's go. Có thể con có cái con cầu vồng kia kinh rồi. Con đang là camera HQ à? CBDBD đom đom nha nha. CBDBD đom đom nha. CBDBD. Rồi, map mới, bạn con. Mới này, map xanh này. Wow. Map mới đẹp thế. Bẻ răng khủng long á. Bẻ. Răng khủng long đâu, răng khủng long đâu. Ấy, xương đấy. Bẻ răng cái chết luôn. Auto skip đi mọi người ơi. Auto skip đi cả nhà ơi. Hello anh em
nghĩ với đội hình này chúng ta có chiến thắng không? Chắc chắn là có rồi. Rất là tự tin nha, chứ không là đội hình này thắng được thật. Bởi vì hồi sáng này mình chơi mỗi cái con lau chi thôi là mình đã win Nightmare rồi. Nên là mình nghĩ chắc chắn cái ván này bọn mình sẽ thắng rồi. Mạnh quá, mạnh ấy lo. Mạnh ai lấy lo, nhưng mà đừng có báo win chung là được rồi. Mình đã đủ tiền rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái con launcher cầu vòng này ở đây. Bọn mình con này có thể cân được hết cái đám lính này luôn ấy, nó rất là mạnh. Ở trong cái sự kiện này thì mình thấy con này là nó ngon nhất, bởi vì là mình có thể cày lá để mua được với giá cũng siêu là rẻ thôi, chỉ có 100 lá. Mà cái hiệu quả mà nó mang lại cho mình thì cực kỳ nhiều ấy. Một chút xíu nữa mình sẽ cầm cái con này đi chế độ elite luôn cho các bạn xem nha. Chắc chắn là các bạn sẽ rất là bất ngờ á. Em nguyên cái hàng này là em để chết nha. Ui cái con này mạnh vậy, con lau le brau che. Đúng rồi đấy, một mình nó là cân hết. Còn nó cầm mạnh lắm mà. Nãy đi thử rồi, nãy đi thử mấy quán rồi mà. Thấy nó đúng 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 đúng. Chơi một mình nha, tôi chỉ quýt 16 phút win rồi. Đùm đùm giết giết, đẳng cấp. Với cái đội hình này thì mình nghĩ là auto win rồi, cho nên là tụi mình không cần phải chơi gì hết, chỉ cần ngồi nói chuyện sàn sàn với nhau thôi. Và đợi chiến thắng đi cả nhà. Và không biết là bọn mình sẽ tốn bao nhiêu thời gian để vượt qua được cái màn Nightmare mà với cái đội hình này đây. Tiêu nữa mình đi Endless được luôn mọi người. Endless Fantasy, sức mạnh của một crew vô danh nhưng... Trời ơi, dám chơi không? Đây, Endless đồ hình này luôn. Thật không? Hứa trên 70, mua trên 70 quay. Bạn chắc chưa? Thua sáng mai em sửa tiếng chó. Sáng mai em thua. Chơi luôn vậy, chơi luôn. Chơi luôn. Chơi tới màn 69 anh em, mình FK. Ai chơi vậy chắc. Mấy con này nó có cơ hội nó đi ngang rồi kìa. Ui dồi. Hồi nãy nó mới đi dọc, bây giờ nó qua. Không, bây giờ nó đi ngang là nó phải đối đầu với cái tụi mây của thằng này. Được gõ, cứ một lần gõ là 60 cả đam. Đó, nó đánh thì đùng đùng luôn. Nó gặp đệ tử Kaido, nó qua đây nó gặp đệ tử Kaido. Wow, nhìn ác chứ. Visa làm bánh. Mày ra kêu, mày hạ học mày ra, mày ăn đi, mày cúc. Let him cook. Let him cook guys. Mày ăn xong mày cúc. Chị coi nó. Nó có cơ hội nó đi qua đây rồi. Sao vậy chị ơi, nó có cơ hội nó đi qua đây rồi. Nó bị gặp to của mấy thằng Seki. Ông nội man nè. Ông nội man, Ui nó gõ cấp 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 cấp. Ông sao ấy chị ơi, vậy cái tiên tử vào cái đợt này đi. Ôi ơi, nó làm gì kìa, ui. Lắc. Ui, nó Michael Jackson kìa. Let him cook. Ui, let him cook. Có cơ hội đi qua đây rồi. Không, giờ mấy con pizza bên em nấu được chị ơi. Michael Jackson. Không có tác dụng, nó tụi nó không làm được gì luôn á. Không kịp làm gì, chết luôn rồi chỗ. Mấy thiều mùi chì của em nó gõ cái cúc. Mấy con pizza tác dụng gì vậy anh em? Pizza là nó sẽ làm chậm, với lại là nó sẽ gây đam lan khá là mạnh. Yeah. Oh, dễ à? Nó dễ hơn là dễ luôn á. Trời, đi tiếp luôn. Bây giờ là mình bật full auto skip luôn nha, để mà mình lấy cái nhanh nhất qua auto skip. Quay trở lại rồi nè cả nhà, và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình hiện tại bây giờ cái số thời gian mà bọn mình đã leo elite là 102 phút. Và nếu mà nhìn thấy ở dưới phần trang bị của mình thì các bạn có thể thấy mình chỉ cầm con DJ TV Min để búp sức mạnh nè, hai con farm tiền và một con duy nhất đó là con lau chi cầu vòng này thôi. Thì bọn mình đã lê lết được tới tận cái wave 97 rồi mọi người ạ. Giới thiệu thêm một tí nữa thì hồi nãy Saiki đi ngủ mất tiêu rồi bởi vì đêm. Còn cái đội hình này chỉ có 3 người thôi, có mình này, Bandai và Tuyu. Thì Tuyu sẽ đóng vai trò là đem chủ lực chính, khi mà Tuyu sẽ cầm con Hyper Upgrade Speakerman với lại một con loa để có thể chữa bệnh ấy, có thể là thức tỉnh bọn này nếu như nó bị ngủ. Còn Bandai thì sẽ có nhiệm vụ đó là Stun, thì Bandai sẽ sử dụng là Upgrade Cinema Man cộng với lại là Titan Clock Man mọi người ạ. Đấy, chung quy đội hình của tụi mình là như thế đấy. Thì các bạn nghĩ coi với đội hình này bọn mình sẽ leo được tới wave thứ bao nhiêu. Mình chơi như thế này để chứng minh cho các bạn thấy một điều ấy, đó là khi mà cầm con cầu vòng thì nó hoàn toàn có thể là bức sức mạnh được cho đồng đội, làm cho Ray to lên. Đồng thời nó cũng có khả năng là đi elite rất là tốt nha. Ui, màn 98 chỉ cái như vậy à? Chắc ui, là tí rùi tí quá.
Run mà bây giờ sát một người sát đối thủ rồi. Run. Run quá. Run tại vì hiện tại bây giờ mình đã vừa qua kỷ lục rồi, mình không biết phía trước nó như thế nào á. Tiết lộ một tí, đó là đợt trước kỷ lục của tụi mình là 94, bây giờ tụi mình đã vượt được đến quay 98. Và bọn mình run á là bởi vì bọn mình đang chơi với lại chú Chính mọi người ạ. Chú Chính và Vinh Gamer thì tạo một team. Hai người đấy chơi được đến màn 100 là đăng xuất rồi. Còn bây giờ tụi mình đã chơi tới màn 98 thì bọn mình sẽ cố là qua được quay khoảng là 100+ nha. Như vậy thì mới win chú Chính được. Chứ nãy giờ chú Chính chê tụi mình non quá trời luôn á. Không tin thì mọi người có thể qua video của chú Chính để xem nha. Càng à, 99 rồi sao? Ủa? 99 rồi đấy. Chuẩn bị nha, quýnh xong 99 là căng nha. À chưa. Bộ mặt này có nhiêu đây thôi chị ơi, nhưng mà cũng căng à. À, xem nó dồn kìa. Căng đấy. Dồn cục trời. Căng đấy. À không sao, không sao, không sao. Còn bộ không được, 5 máu giấy rồi kìa. Nhưng mà bây giờ mà mình leo được 104 bằng cái đội hình này, một con Legendary. Đấy, cái đấy nó mới đỉnh. Kìa. Ủa sao có hai ông Santa ở đây vậy? Ui, có con chạy nhanh nha. Cẩn thận nha. Ok. Ui, thằng nó làm chó. Có thật là nó làm chó không? Mày bình tĩnh. Có thật là nó làm chó không? Có thật là nó làm chó không? Vẫn còn 3 con nha. À, tự nhẹ lắm, ai ngờ không. Ồ, 5 con luôn, what the fuck. Hình như nó hết chạy nhanh rồi kìa. Không, nó đang từ từ nó chạy nhanh á. Sợ ta. Ê, đậu quá, nó chạy như điên luôn kìa. Ôi mày quá, hay quá. Ôi, con này á, sao không, ok quá, hay. Ôi, gãy, đã gãy được rồi, anh em ơi, gãy được rồi. So easy. That easy, cái gì chị ơi. Easy. Chú chính non. Đấy. Ê, chưa chị ơi, từ bình tĩnh. Đóng này nữa. Nhưng mà dù sao mình cũng hơn chú Chính rồi. Chú Chính mới 100. Cũng hơn rồi. Mình nhắm lại một. Chắc là này chú Chính thua là thua cái màn mấy cái con chạy nhanh. Chắc vậy. Nhưng mà mình ấy, mình còn ngon hơn chú Chính. Là đội hình mình là đội hình lõ. Hiểu không? Quá ngon. Nó cho mình đau tim 117 phút. 7 phút đau tim không ngừng. Càng nghe não luôn á. Chơi xong cái game này mình tăng IQ luôn á vậy á. Mình xuống IQ đúng hơn ấy. Mình đang làm cho não mình có thêm càng nhiều đất nhanh. Quay, có mấy con mini kìa. Ở nhìn nó nhỏ xíu luôn á. Nhỏ như kiến luôn á. Có con này hình như là 188 triệu máu hả? Thấy không? Nhìn nhanh á. Mười. Ừ, có hai con boss luôn kìa. Rồi xong ăn boss hồi nãy bao nhiêu máu đây? 1, 2, 3, 375 triệu máu. Ok, được, cũng tim đập như kiểu hỏi là cậu có làm người yêu tớ không? Không nè. Một cái này còn hơn rồi chị ơi, cái này còn hơn chị ơi. Này, người yêu tầm này nữa, cứu luôn. Người yêu thua cái này vậy ơi. Một con rồi, còn con cuối nè. Rồi bây giờ nãy mà không con quan trọng kìa. Chị tập trung hết lực lượng bên này á. Chị tập trung hết lực lượng bên này á. Bán ở trên kia, đem xuống đây. Trời ơi. Châu. Ui được. Đem xuống tiếp. Xuống tiếp. 10 9 2 8 2 2 Yeah. Và mình là tự mình có hết tiền về cái này luôn. Rồi, bán đẩy lên từ từ, mình cứ từ từ thôi. Ý là 103 nó căng thế rồi, có chắc là 104 nó không căng vậy. À không, 104 nó bình thường rồi chị ơi, có 77 triệu máu à. Em coi rồi. Ờ, có 77 triệu máu rồi. Bây giờ còn time stop mà, càng có time stop rồi, Ôi, hết rồi. Hồi nãy mà tôi vô không kêu time stop chỗ đó là thua rồi đó, thiệt. Ừ. Mẹ, có tới đó mà còn máu do gì vậy? Căng thế. Máu gì vậy? Ê, anh Bùm là 104 á. Mình... Ủa, mình là 4 rồi nè. Thì mình mà thắng cái này là bằng á. Top 1. Mình lên 5 rồi. Top 1 thế giới. Top 1 Việt Nam á. Top 1 Việt Nam. Còn cái nịt. Ồ tìm quá ta. Tục tìm quá. Số này đi ba ơi, số này đi, số con viên này nè, số con viên này nè. Con này nè, số đi, con này, con này. Úp cho con kia đi.
Ui ngủ bà rồi, con nào không? Đặt 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 một con ngay đây nữa, đợi tí nó ăn lên. Rồi có tu nè. Bán ai bán ai bán như kinh kia, đáng kia. Điểm xuống tiếp, bán kia, điểm xuống tiếp. Tam top. Bán 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 bán. Mấy con này vẫn làm việc được. Ui. Ui ngủ lại rồi. Cầu lắm. Thôi một còn hai hai mươi mấy triệu máu kia chết rồi. Oh my god, thôi. Trời ơi. Thôi 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 thôi. Thôi. Tới rồi, tới. Rồi. Tới rồi. Không nhưng mà cái này mà chị Đan mà có con Cinnamon Man á là cái này mình win cao lắm thì. Chấp hình ngay, chấp hình ngay. Ok. Đi ba người nha. Chị Đan hơi báo nhưng mà vẫn được. 103. Hải ai hai. 103 nó ghi 103. Chị ơi, nó ghi 103. Tại vì mình đâu không ảnh hết tập thì thôi. Thôi không sao hơn chú 9 rồi. Đấu chú 9 quẹt được. Không sao, không sao. Rồi, ao thôi. Quẹt gáy ơi.